đều là những nam nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn và sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì V-pop. Hai cái tên Sơn Tùng MTP và Zack vẫn thường xuyên bị đặt lên bàn cân ở một số phương diện. Những sự so sánh này vô hình chung đã tạo nên loạt drama không hồi kết giữa fandom của hai nghệ sĩ. Trước đó, fan Zack từng tổng cánh công bình luận vào livestream mà Sơn Tùng đang biểu diễn, đội anh giải nghệ để Zack lên ngôi ông hoàng V-pop. Sự việc này đã khiến một bộ phận fan Sơn Tùng sôi máu, lên tiếng phản kháng mạnh mẽ. Và mới đây, sự căng thẳng lại được dịp thổi bùng, khi một video quay lại màn trình diễn live của Sơn Tùng MTP nhận được nhiều sự quan tâm. Trong clip, Sơn Tùng MTP đang thể hiện bản hit đình đám của mình mang tên Hãy trao cho anh cùng sự trợ giúp của dàn vũ công hùng hậu. Màn trình diễn khá sung của sếp nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, chính tiết mục live này đã gây tranh cãi gay gắt giữa các fan. Theo đó, không ít người đã thẳng thắn chỉ trích khả năng hát live của Sơn Tùng MTP khi anh liên tục bỏ qua những nốt cao của bài hát, nhường hết trách nhiệm cho phần nhạc đệm. Theo đó, dòng nhạc mà Sơn Tùng và MTP theo đuổi thường mang tiết tấu nhanh và khá mất sức khi trình diễn. Vì vậy, chuyện hụt hơi là khó tránh khỏi. Hơn nữa, Sơn Tùng trước đó đã trình diễn khá bài hát, nên việc đuối sức là quá dễ hiểu. Nam ca sĩ vốn xuất thân là thủ khoa nhạc viện nên giọng hát của anh vốn dĩ không hề tệ. Nhìn chung, cả hai đều là những nghệ sĩ vô cùng tài năng và được các fan hết lòng yêu mến. Vì vậy, việc liên tục so sánh gây bất hòa giữa các fandom quả thực là điều không nên. Thay vì cứ mãi tìm cách dìm hàng họ xuống, chúng ta nên dành sự ủng hộ cho họ hết cơ hội để cống hiến và theo đuổi âm nhạc.